Sáng nay là gấp xong cầu thang nhé. Xong cầu thang với bắt cái giá thôi. Giờ chỉ đợi dầm về là lên thôi. Giờ là bắt đầu chiều nay hàn cũ cột với lại là chân cột. Chiều nay coi như là phóng hết. Sáng nay chả có việc gì làm để ghép cầu thang. Chiều nay công trình Đại Nghĩa nói chung thì đang tiến hành hàn cữ và vá chân cột. Mấy cái cột mà theo cái chiều dài 760 ấy, anh hàn chặt vào cho em nhé, không đổ cái phình. Mấy cái chỗ này hai thanh cũng được, cho còn hai thanh vào cũng được.